Thế con đi học xong mẹ đi hai rau ra chợ bán nhá. Tí mẹ quay về mẹ đón con nhá. Mày lên đi, tao đẩy cho.
bây giờ bỏ cái phạt cái bít có để bỏ nó cái bít rồi một bỏ cho bỏ dỡ mà cái lồn nó má
xuống nhà cắt nhé. Nói chưa, mẹ mua bán nè. Đó. Đó. Thơm quá, ăn đi. Con xin ngon không con? Có. Mai mua nhiều nhiều hơn nhỉ? Hôm nay mua nó mua được 1 cái, 2 cái. Ngon nhỉ. Cho mẹ mẹ mua tiếp thôi con nhé. Cho mẹ một tí nữa nha.
Now, now, then.